Ai xin kính chào quý vị. Turn right on Tara Lynn Avenue. Hải Cao Minh đang có mặt ở continue one half mile to the end of the thành phố San Jose. Turn left. Bắc California, miền Tây Hoa Kỳ. Trưa ngày thứ ba quý vị. Ngày 17 Tây tháng 11 2020, trời San Jose đang mưa nhẹ, mưa lâm râm quý vị. Ở Đà Lạt mình gọi là mưa phùn đó. Nhiệt độ giờ khoảng 20 độ C, bữa nay ấm hơn ngày hôm qua. Và tối qua cả ngày hôm nay là trời giông gió. Và mùa thu lá vàng gặp giông gió thì